tại sao phải giữ khoảng cách? Dịch bệnh COVID-19 hay còn được gọi là dịch bệnh do virus corona, bệnh lây nhiễm từ người sang người qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể mà chủ yếu do hoạt động tiếp xúc gần với người bệnh. Cụ thể, khi một người bệnh ho, hắt hơi hoặc thở ra sẽ bắn các giọt nhỏ là chất dịch có mang virus vào trong không trung. Nếu bạn ở quá gần, trong bán kính 2 mét xung quanh người bệnh, bạn có thể hít vào những giọt nhỏ. Ý nghĩa của việc giữ khoảng cách. Chính vì các giọt nhỏ có thể hoạt động trong bán kính 2 mét, việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét sẽ giúp bạn hạn chế tiếp xúc với các giọt nhỏ này và giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ngoài ra, chủ động sử dụng khẩu trang đúng cách sẽ giúp bạn giảm nguy cơ lây nhiễm từ 90% xuống còn 1.5% khi tiếp xúc với người bệnh. Nhưng nếu kết hợp giữa mang khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét sẽ giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm xuống gần bằng 0%. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng những người bị nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng cũng có khả năng lây lan COVID-19. Chính vì mọi người có thể truyền virus trước khi họ biết mình bị bệnh, việc chủ động giữ khoảng cách ít nhất 2 mét sẽ góp phần hạn chế lây nhiễm COVID-19 cho bản thân và cộng đồng. 5 lưu ý để giữ khoảng cách an toàn. Duy trì khoảng cách từ 3 đến 4 bước chân so với người xếp hàng phía trước ở những nơi công cộng như siêu thị, nhà hàng, nơi làm việc. Luôn lựa chọn đứng ở những vị trí đã được đánh dấu sẵn. Trò chuyện với người khác khi đã đảm bảo giữ được khoảng cách 2 mét. Lựa chọn vị trí ngồi ở hàng ghế sau và hạ cửa sổ khi sử dụng taxi. Tránh tụ họp thành nhóm và giữ khoảng cách khi đi bộ hoặc chạy bộ ở những nơi công cộng như công viên, vỉa hè. Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập nơi đông người. Khai báo y tế, khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, gọi ngay đường dây nóng 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19.